Giá hiện tại ở vườn giao động từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng một kg. Sản lượng cam năm nay không nhiều, giảm khoảng 5.000 tấn so với năm ngoái. Do ảnh hưởng của mưa lũ, vì vậy giá cam nhỉnh hơn mọi năm. Theo bà con, năm nay bắt nhịp với xu hướng thương mại điện tử, nhiều chủ vườn đã chủ động quảng bá sản phẩm của mình trên các trang mạng xã hội, nâng cao hiệu quả bán hàng.